Thị trấn Yên Mỹ có gần 200 hộ trực tiếp làm nghề xay sắt gạo, chế biến giò chả. Tất cả các hộ đều đầu tư máy móc, sử dụng nguồn điện với công suất lớn. Cùng với đó, trên địa bàn còn có trên 250 hộ kinh doanh buôn bán, nên nguy cơ xảy ra cháy nổ cao. Để ngăn chặn thiệt hại có thể xảy ra, ngoài đẩy mạnh công tác hướng dẫn tuyên truyền, từ năm 2023, Công an thị trấn đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành lập 60 điểm chữa cháy công cộng lắp đặt trong các ngõ xóm và thành lập 7 tổ liên gia. Mỗi tổ là 10 hộ liền kề được trang bị đầy đủ còi báo động, bình phòng cháy chữa cháy. Để công tác phòng cháy chữa cháy đạt hiệu quả cao, Công an thị trấn đã tổ chức 9 lớp tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho quần chúng nhân dân, trường học và điểm di tích lịch sử.